Xin chào ban giám khảo và tất cả các bạn. Mình là Phan Minh Trung, hiện là sinh viên của trường Đại học Hùng Vương. Hôm nay mình sẽ gửi đến những ai đang yêu hãy biết trân trọng tình yêu của mình thông qua bài hát Love the Way You Lie. Và đêm hôm nay thì mình xin chúc cho tất cả các thí sinh có một màn trình diễn thật là ấn tượng và thật là hay.